À, kênh Mai Vàng Miền Bắc 123 xin chào quý vị và các bạn À thì đến với video hôm nay thì kênh làm cái chủ đề với câu hỏi là Khi thay chất trồng thì uh, chúng ta có để lá trên cây được không? Đấy, các bác uh, nhớ rõ, uh, hiểu rõ cho em nhé Là cái chủ đề là khi thay chất trồng thì trên cây có để lá được không nhé Thì em... Uh, À, xin chia sẻ với các bác là khi chúng ta thay chất trồng tức là chúng ta có nghĩa cái việc thay chất trồng có nghĩa là chúng ta bỏ đi từ 30 phần trăm đến 60 phần trăm đất đấy tính từ mép mặt ngoài chậu này các bác nhé thì chúng ta sẽ phải bỏ đi đất này từ mép này bỏ đi 30 phần trăm 40 phần trăm 50 phần trăm hoặc 60 phần trăm đất bỏ đi 60 phần chất trồng từ 30 đến 60 phần trăm tùy theo cây và tùy theo cái mỗi người thay chất trồng ở mức độ nào đấy thì khi thay chất trồng có nghĩa là chúng ta phải phá cái bầu đất bên ngoài phá bỏ cái bầu đất từ bên ngoài các bác này từ thành chậu vào đến 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 nửa hoặc là quá nửa hoặc là non nửa 30 phần trăm này 60 phần trăm này đấy và vào trong này là 100 phần trăm này là hết đất này như vậy chúng ta bỏ đi khoảng tầm 6 từ 30 phần trăm đến 60 tùy theo cái chất trồng của các bác bã mức độ nào hay là tùy theo ý muốn của các bác thay như thế nào đấy được gọi là thay chất trồng, thì khi thay chất trồng như vậy thì nó liên quan đến việc đứt rễ rồi các bác nhé, đứt rễ, dập rễ, rồi thì long bầu, vỡ bầu, đấy là những cái tình huống nó xảy ra. Long bầu thì có thể không bị, hoặc là vỡ bầu có thể không bị, nhưng mà cái việc là nó bị đứt rễ, mấy việc chúng ta cắt rễ, mấy việc dập rễ là đã xảy ra các bác nhé. Đấy là với trường hợp là thay chất trồng là em chia sẻ rõ như vậy là lòng rễ đứt rễ và và, và... lòng rễ đứt rễ và cắt rễ là đã xảy ra. Đấy thì còn hiện tượng vỡ bầu hay là nứt bầu hay không thì tạm thời chúng ta chưa nói đến. Thì việc chúng ta thay chất trồng như vậy là không nên để lá ở trên cây các bác nhé. Đấy, không nên để lá ở trên cây, không để được lá. Đấy. Bắt buộc chúng ta phải xả tàn thì chúng ta mới 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 thay được chất trồng. Nó cũng như việc đánh cây phôi ấy. Đấy. Khi chúng ta đánh cây phôi là chúng ta nên xả bớt tàn. Đấy. Thì với trường hợp thay chất trồng như này thì anh em nên xả tàn nhé và để chỉ tầm 3 đến 5% khối lượng lá trên cây thôi để cho cây nó tiếp tục quang hợp và nó 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 phát triển thôi. Chúng ta không nên để lá gần như là không nên để lá ở trên cây. Để lá trên cây thì cây nó lúc đấy là cái bộ rễ của cây là nó chưa có nó đang bị đứt và nó chưa kịp thời ra cái rễ mới để nó hút được cái dưỡng chất, hút được nước thì các cái lá ở trên cây chúng ta để lại đó thì nó sẽ hút hết các cái Nhựa hút hết các cái dinh dưỡng trong thân cây Làm cho cây bị suy Đấy chính vì vậy là chúng ta phải ngưng toàn bộ lá Tức là cắt bỏ toàn bộ lá Đấy bác nào có để lại một vài cái lá để làm dấu hiệu Với lại để cho cây nó quang hợp Thì các bác để lại một vài cái lá thôi Độ tầm 3 đến 5% lá thôi Còn đâu là chúng ta gần như phải bỏ hoàn toàn 97% lá Đấy 95, 97, 98% lá nhé Phần lớn là người ta bỏ toàn bộ 100% luôn các bác nhé thế còn trường hợp nào mà các bác mà thay cái bầu đất ở thời điểm đầu năm này thì thời điểm thay bầu đất thay chất trồng ở thời điểm đầu năm với cây mai ngày miền Bắc thì nó sẽ vào tầm mùng 10 tháng 2 âm lịch các bác nhé diễn ra vào mùng 10 tháng 2 âm lịch đến ngày tầm 25 tháng 2 âm lịch đấy là diễn ra từ mùng 10 tháng 2 tức là nó lanh quanh khoảng tầm trên dưới giữa tháng 2 là chúng ta thay chất trồng cũng vào thời điểm xả tàn đó thì các bác xả tàn xong thì các bác thay chất trồng luôn cũng được các bác nhé hoặc là để một tuần sau chúng ta thay đấy là thời điểm thay thay chất trồng thế thì khi thay chất trồng khi khi xả tàn xong như thế hoặc là ngay khi xả tàn mùng 10 thì có những cây mai đã ra các đọt non rồi các bác đây như cây này của em thì cũng nó ra một số đọt non rồi ví dụ như cây này muốn thay chất trồng đấy muốn bỏ đi 30 đến 50 chất trồng đấy ví dụ em muốn bỏ đi 30 50 phần trăm chất trồng các bác nhé đấy. Đấy, muốn bỏ đi 30 đến trăm chất trồng thì bản thân trong cây mai này đến thời điểm này là ngày 11 tháng 2 nó đã nhú một số đọt non rồi. Đấy, thế thì những cái đọt non đó chúng ta có cắt không? Đấy. Thì những cái đọt non này xin chia sẻ với các bác là nó mới chỉ nhú ra thôi các bác nhá. Nó mới chỉ nhú ra và ra được một hai cái lá non thôi. Thì nó nằm mãi ở trong thân ấy thì khối lượng nó ra thì nó mới chỉ được tầm 1 đến 2 đến 3% lá thôi thì hoàn toàn chúng ta thay chất trồng được các bác nhé hoàn toàn là phù hợp và thay được các bác nhé thì chúng ta không phải xả bỏ cái lá đọt non đó mà chúng ta thay một cách uh, bình thường Đấy, những cái đọt non đó là nó vừa mới nhú ra thôi nó mới chỉ chiếm 1, 2 đến 3 thôi chứ không phải là chiếm toàn bộ 5, 7, 80 phần trăm hay 100 phần cây lá non là không được Đấy. thì cái thời điểm thay chất trồng thì em vẫn chia sẻ với các bác là khi các bác xả tàn xong thì các bác có thể thay chất trồng Đấy, thay chất trồng luôn cho cây hoặc các bác để một tuần đến 10 ngày sau khi mà cái mầm nó chuyển bị nhú ra hoặc nó bắt đầu nhú ra một tí thì là thời điểm thay chất trồng à, tốt nhất các bác nhé khi đó thì cái thứ nhất là cái cây nó đang dồn dưỡng chất lên à, để làm cái công tác là bật mầm ra rồi cái thứ hai là sau khi xả tàn xong chúng ta xả tàn vào mùng 10 hoặc 15 mà thì chúng ta thay chất trồng vào tầm 20 đến 25 âm lịch tháng 2 rồi à. Đấy thì cái thời điểm sau chúng ta lùi lại được tầm 10 ngày sau khi xả tàn đó thì cái thời tiết lúc đó là nó cũng ấm hơn rồi thì nó sẽ à, giúp cây giúp cây cái thay chất trồng đó phục hồi nhanh hơn và nó mạnh hơn các bác nhé. Vì lúc chúng ta xả tàn là tầm mùng 10 thì lúc đấy là thời tiết nó vẫn chưa ấm bằng tầm ngày 20 hay 25 được. Thì lúc vào ngày 25 thì chúng ta thay chất trồng là ngon nhất đấy thì em sẽ chia sẻ với các bác và quay cho các bác như thế nào là khi bắt đầu cây nhú mầm và chúng ta khi thời điểm đấy là 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 thay chất trồng là tốt nhất đây ví dụ ví dụ như cây này của em các bác nhé ví dụ như cây này nếu trường hợp cây này phải thay chất trồng thì thời điểm này là thời điểm thay là tốt nhất với cây này là khi nó nhú ra mầm này các bác này một hai cái mầm to như này rồi thì không thành vấn đề các bác nhé đây ở đây thì nó chỉ có hai cái mầm to thôi thì không thành vấn đề nó chỉ chiếm chưa được một phần trăm của cây đấy thì tổng quan các bác cần theo dõi cái cây này đây nó chuẩn bị nhú cái mầm ra này các bác này đây đấy đây như này là có một cái mầm này là mầm số 3 nó đã nhú được một chút rồi thế còn đây này các bác theo dõi chính xác như cái mầm này đây đấy chính xác như cái mầm này nhé đây mầm này đấy bắt đầu nó nhú ra như thế này thì chúng ta thay chất trồng là tốt nhất này đấy đấy nhìn thấy một hai cái mầm nó nhú ra như thế này thì là thay chất trồng là ngon nhất đấy các bác nhá quay cái này điện thoại của em là quay gần là nó sẽ bị mờ đấy các bác thấy không như thế này bỏ cái lá này đi tạm thời chúng ta bỏ cái lá dưới đi không tính cái lá dưới này cả các bác các bác nhầm nhé đấy như cái này đấy các bác như này là chúng ta thay chất trồng là ngon nhất bắt đầu nó có hiện tượng nhú ra bằng cái đầu kim như này đầu kim đầu tăm như này Đấy có một hai cái nó nhú ra như này Thì là dấu hiệu cây đã phục hồi Đấy Và sung sức như vậy chúng ta thay chất trồng là Ngon nhất Đấy các bác nhá Đấy cứ có một hai dấu hiệu như thế này một hai dấu hiệu như này là ok này Đấy, bắt đầu nó nhú ra này thế còn chẳng hạn như có đột xuất có một hai cái mầm nó nhú dài ra này rồi thì cũng không sao các bác nhá đây có một hai cái mầm đây một cái này dưới này có một cái nữa là hai này thì chúng ta vẫn thay bình thường nhé Còn nếu mà cây của chúng ta đã ra 30% như thế này rồi Đấy Ra 30% hay 40% hay 5, 70% như này rồi Thì không thể thay được các bác nhé Đấy Thì chắc chắn là không thể thay được Cây nó phải trơ trụ như này Và nó nhú ra một hai cái mầm à, Nhú ra một hai cái mầm như cái đầu kim đầu tăm thôi Bắt đầu nó dấu hiệu nhú ra như thế Thì chúng ta nhìn thấy Thì chúng ta thay là tốt nhất Đấy đây trường hợp thứ hai Ví dụ như cây này các bác Như cây này là nó đã nhú ra tương đối nhiều Nó nhú ra khoảng tầm 20% rồi Thì chúng ta thay rất là khó nhá Đấy nó đã nhú ra tầm 20% rồi Hai ba mươi phần trăm rồi Đấy Nó đã nhú ra như này rồi là không không nên thay các bác nhá Nó sẽ trột cây nhá Nó sẽ ngưng đọt đi đọt đấy Mà khi nó chỉ nhú ra bằng cái đầu tăm đầu kim thôi Như thế này nó đã là ra tầm Ba bốn phân rồi Một hai ba phân rồi Đấy, như này nó đã, đã gọi là đi đọt rồi Còn nó gọi là nhú mầm khác các bác nhé Đấy, nếu bác nào mà uh, thay chất trồng Thì các bác cần phải để ý Đấy, là khi chúng ta thay chất trồng Là chỉ để giới hạn khi nó nhú mầm bằng đầu kim đầu tam thôi Là chúng ta thay là ngon nhất Hoặc so, ngay sau khi xả tàn Chúng ta thay, các bác chưa kinh nghiệm thì ngay sau khi xả tàn Và từ mùng 10 tháng 2 đến 15 tháng 2 Là các bác thay Đấy, tính theo âm lịch các bác nhé Đấy thì có những cây nào mà chẳng may nó ra sớm quá nó sung khỏe, ấy, nó ra sớm quá hoặc vùng nhiệt độ ở tỉnh các bác ấy đấy mà nó khác tỉnh em vĩnh phúc ấy mà nó cây nó ra đọt sớm quá thì các bác cần phải thay từ khi nó bắt đầu chuẩn bị uh, chuẩn bị nhú mầm hoặc là nhú mầm các bác nhé đấy nhìn thấy nhú mầm thì chúng ta thay luôn chứ đừng để cây nó ra đọt non như này chúng ta thay nó sẽ trột cây nhá nó sẽ ngưng đi đọt đấy. Đấy. Các bác này, đấy, nếu mà cây nó như thế này rồi là thay sẽ rất là hại cây này. Đấy. Nó chỉ nhú bằng đầu kim đầu tam thôi. Đây nó dài bằng cả cái 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 nửa điếu thuốc rồi, nửa điếu thuốc lá rồi là không thay được các bác nhá. Đấy. Thì bác nào mà bị trường hợp như thế này mà muốn thay chậu thì muốn thay đất thì chúng ta nên lùi lại để sang năm. Đấy, thế còn các bác nào đã bị muộn thì nên lùi lại. Còn bác nào mà uh, cây nó chưa ra thì chúng ta À, nên thay sớm đấy là cái trường hợp thay chất trồng các bác nhé thế còn trường hợp sang chậu và thay chậu định nghĩa từ sang chậu và thay chậu là một sang chậu và thay chậu có nghĩa là một các bác nhé có nghĩa là chúng ta vẫn lấy cái chậu cũ này chậu xấu này chúng ta bỏ đi và chúng ta nhấc cái bầu đất sang cái chậu mới đấy được gọi là sang chậu và thay chậu thì trường hợp sang chậu và thay chậu là với cái lá như thế này thì làm được đấy và sang chậu và thay chậu thì làm được nhiều thời điểm trong năm chứ không riêng gì thời điểm đầu năm các bác nhé thế còn chay thay chất trồng thì chỉ có thời điểm giữa tháng 2 âm lịch là thời điểm phù hợp nhất đấy, với miền bắc đấy, các bác nhớ lưu ý cho em là bác bác phải hiểu rõ nhé thay chất trồng tức là phải chúng ta phải bỏ đi 30 đến 60 phần trăm đất thì chúng ta làm chỉ có vào giữa tháng 2 âm lịch thôi, lanh quanh vào giữa tháng 2 âm lịch thôi là làm được, làm tốt. Thế còn thay chậu và sang chậu có nghĩa là một, tức là chúng ta nhấc cái bầu đất cũ sang cái chậu mới mà chúng ta không xả bỏ một ít đất nào. Hoặc là xả 5 đến 10%, xả nhẹ nhàng 5 đến 10% để cho nó vừa với cái chậu mới. Nếu trường hợp chậu mới nó bé hơn cái chậu cũ thì chúng ta bỏ đi 5 đến 10% đất và làm thật khéo thì chúng ta vẫn làm được nhá. Với cây này nếu mà lá nó ra như thế này thì chúng ta vẫn làm được. Và chúng ta làm được nhiều thời điểm trong năm chứ không riêng gì tháng 2 âm lịch. Trừ khi lá non nó ra quá nhiều thì chúng ta không thay không không sang chậu và thay chậu được thôi các bác nhá. Đấy là rõ định nghĩa rõ cái từ sang chậu, thay chậu. Sang chậu, thay chậu là một, còn thay bầu đất thì là khác hoàn toàn thay bù đất nó liên quan đến việc đứt rễ, xả rễ và cắt rễ thì em làm cái video chia sẻ kỹ như vậy để các bác nào mà thay chất trồng thì chúng ta lưu ý em xin phép kết thúc video tại đây còn bây giờ em xin phép chào tạm biệt và hẹn gặp lại các bác ở những video tiếp sau